Kính thưa quý ông, quý bà, kính thưa các cụ đã già đến các em còn trẻ, kính thưa các bạn mạnh khỏe đến các chị em đã sinh đẻ có con. Hôm nay, dâu thì má đỏ môi son, rể thì cười tít mắt không còn thấy mắt đâu. Chúc hai con hạnh phúc đến bạc mái đầu. Trước khi ăn uống, mọi người nhớ là thả phong bì không lại quên. Cũng gì và này nọ ghê đây, được của nó đây, đã bảo là làm 200-300 mâm lại còn kamajun. Biết đâu lại cá kiếm thế này, sau này cưới con út mình mời cả lò cả tổng, mời hàng xóm láng giềng từ cổng trở ra. Cuộc sống bây giờ tốt hơn nên là người ta đi ăn cỗ cũng mừng khá lắm. Để xem nào. Em Nam mừng anh chị một đội tuyển gà. Em Bắc sáu chỉ hội phụ nữ đàn bà năm củ hai. Hội đồng lõa tặng hai cái đài và vài thùng bia. Đấy là chưa kể hàng xóm trên dưới rồi bạn bè nọ kia. Cỗ bàn chạy đi chạy lại cũng mệt, nhưng mà kể ra đến lúc cầm phong bì cũng sướng thật. Bố mẹ ơi, tiền phong bì bạn bè con nó mừng, bố mẹ cho con xin. Cứ để bố mẹ giữ cho, mày cầm khéo chưa ấm tay lại tiêu ngoéo hết. Bố mẹ còng lưng ra để lo cái chuyện cưới xin cho mày, nên là bố mẹ sẽ cầm tiền. Mà mày được cái máy đa di năng rồi còn đòi tiền nong cái gì, mày tham nó vừa thôi chứ. Máy đa di năng à? Con cưới vợ chưa có mua cái máy gì đâu. Ăn ít đậu thôi con ơi, cứ lơ nga lơ ngơ. Thì cái máy chạy bằng cơm ở trong buồng đấy, vừa biết nâng khăn sửa ví, lại biết tí giặt là, ĩnh cái bụng lên, 9 tháng 10 ngày sau lại tòi đứa trẻ ra. Như thế không phải là đa di năng à? À ra thế. Bố mẹ ơi, tiền bạn bè con nó mừng, mai kia chúng nó có việc con cũng phải đi mừng trả. Giờ bố mẹ cầm hết thì đến lúc đấy con đào đâu ra? Lúc nào mừng cứ há cái mồm ra rồi bố khắc đưa. Bố con nói thế thì cứ nghe, người nhà chứ có phải người ngoài đâu mà phải phờ lo. Vâng, bố nhớ cái mồm đấy nhé. Mồm tao, tao lại chả nhớ. Chào cô Ốc. Ăn cái gì mà bụng phớn ra thế? Đi là cứ bậm bà bậm bạch như là vịt đực. Em ăn khoai lướng bác ơi. Vừa úp sọt được một anh, phải có lõi nó mới chắc. Đang định sang nhà bác thì gặp bác ở đây, em tiện mời luôn. Cưới hả? Cưới là đúng rồi. Con chim là phải có lông, làm người có vợ có chồng mới vui. Cuối tuần em cưới, anh chị nhớ sang với em nhá. Được rồi, nhất định là tôi sẽ sang. Cỗ bàn bỏ làm sao được. Chào cô Hến. Chuẩn bị cơm nước rồi hay sao mà đã hái rau thế? Vâng, quanh ra quanh vào thì cũng giặt giũ nấu nướng thôi chứ có làm gì đâu. Lúa má thì cũng cấy xong hết rồi. Gia đình chúng tôi là có cái việc hỷ. Mấy hôm nữa là chúng tôi sẽ kiếm vài chục mâm cơm canh để chấm dứt
cái tuổi trẻ ranh của cháu đầu. Nó lấy vợ ở thôn Bầu xã bên, mời cô chú sang chung vui với nhà tôi. Lại cố. Vâng, sao vợ chồng em sang? Đợt này sao cưới xin nhiều thế? Từ sáng tới giờ mấy lượt vào mời nhà em rồi. Mời cưới cứ như là đi chảy hội. Mời thì đi ăn cỗ chứ sao. Thôi cô làm đi, tôi đi loanh quanh mời nốt mấy nhà. Chào cô nhé. Đi ăn cỗ, nhưng mà có đi ăn không được đâu. Chú Sò đi đâu về thế? Chào bác Hầu. Em đi ngồi lê về ấy mà. Mấy hôm nữa là nhà tôi có chuyện vui, cũng vừa nói với cô Hến rồi. Sau hai vợ chồng sang với nhà tôi nhé. Anh Sò ơi, vào em bảo đây. Bảo ban cái gì đây? Thì anh cứ bảo đây. Có chuyện gì nào? Con Lan, con Mận, con Đào, thằng Hồng, con Bưởi vừa nhào sang đây, rồi cả thằng Gió em cái Mây cũng vừa mang thiệp xếp đầy bàn kia. Giờ biết làm sao? Bới đâu ra tiền mà đi mừng lại người ta? Lúc cầm tiền mừng thấy sướng ghê, giờ mang đi trả lại thấy khổ khổ. Tại anh vung tay quá chán đây. Cô cũng tiêu chứ riêng gì tôi. Bố mẹ ơi, mấy đứa bạn con nó cưới, bố mẹ đưa cho con tiền để con đi mừng. Đầu tiên là tiền đâu? Tiền mừng là tiền của người ta, như kiểu là họ gửi mình ấy. Tiêu ngoéo hết, giờ con lấy lại bảo tiền đâu? Vợ chồng nhà Hến Sò có nhà không đây? Hến Sò ơi! Bà cụ này có mấy đứa con lấy vợ lấy chồng hết rồi. May quá, chắc là không phải mời cưới đâu. Tôi có tin vui. Tin vui à? Thế cụ nhặt được tiền à? Ai người ta rơi mà nhặt. Cuối tuần này tôi đi bước nữa, mời cô chú sang ăn cỗ. Tự nhiên sao hoa mắt chóng mặt thế nhỉ? Tai lại không nghe thấy gì. Bây giờ tôi bị làm sao rồi? Chắc là không đi ăn cỗ được đâu. Khổ chưa? Cưới xin tốt nhất là gói gọn bạn bè người thân, chứ lan man vớ vẩn xa gần khổ ai. Tiền mừng méo mặt trả dài dài.